Dù có gặp trở ngại khi đồng đô la và lãi suất trái phiếu Mỹ tăng nhẹ, nhưng vàng thế giới vẫn chạm mốc 1.900 đô la Mỹ trong phiên. Theo Mental Focus, kết thúc năm 2021, vàng sẽ tăng cao hơn vàng. Tại Việt Nam, giao dịch vẫn ảm đạm, vàng miếng tiếp tục giảm. Trên phố Wall, nhờ số ca nhiễm Covid-19 giảm, cổ phiếu liên quan tới việc tái mở cửa nền kinh tế khởi sắc. Trong khi đó, tại châu Á, cổ phiếu Xiaomi Nimitz tại Hồng Kông tăng hơn 3% tại Việt Nam, Jose ngán lệnh, VN Index giảm 13 điểm so với ngày hôm qua. Thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin tỷ giá và chứng khoán của Fnc ngày hôm nay. Đây là bản tin tỷ giá vay chứng khoán của FNC và sau đây là nội dung chi tiết. Giá vàng thế giới tiếp tục giao dịch khiêm tốn ở ngưỡng cao, tiêu chưa thể đóng cửa để vượt qua mốc 1.900 đô la. Nhưng những tín hiệu trên thị trường hiện tại vẫn đang mang đến rất nhiều sự lạc quan cho các nhà đầu tư, Mặc dù có gặp trở ngại khi đồng đô la Mỹ và lãi suất trái phiếu Mỹ tăng nhẹ. Tính đến giờ cuối cùng trong phiên ngày 26 tháng 5 theo giờ địa phương, hợp đồng vàng giao ngay giảm nhẹ 0,3%, xuống mức 1893,2 đô la Mỹ một âu, giảm 3,6 đô la so với phiên trước. Trong phiên hôm nay thì có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ tháng 1 là 1912 đô la Mỹ. Hợp đồng vàng tương lai thì tiếp tục tăng thêm 0,2%, lên mức 1901,2 đô la Mỹ một âu so với cùng thời gian trước thì đã được tăng thêm là 3,2 đô la. Giá vàng hôm nay tiếp tục được củng cố đà tăng khi các quỹ đầu tư mua vào phiên thứ tư liên tiếp, đặc biệt là sau khi các nhà phân tích tại combank của Đức nhận định nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương tiếp tục là động lực. Dữ liệu từ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho thấy, trong tháng 4 vừa qua, ngân hàng trung ương Thái Lan đã mua thêm 43,5 tấn vàng. Các ngân hàng trung ương còn lại cũng bổ sung dự trữ vàng, bao gồm UCB khí tăng mua thêm 8,4 tấn vàng, Kazakhstan tăng, tăng thêm số lượng nắm giữ là 4,4 tấn. Sự quan tâm trở lại của các ngân hàng trung ương đối với vàng sau khi giá kim loại quý đã giảm mạnh vào cái tháng đầu năm 2021. Chỉ trong 3 tháng đầu năm, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã mua gần 100 tấn vàng, theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới. Tính đến 11 giờ ngày 27 tháng 5, giá vàng thế giới giao ngay tại mức 1.900 đô la Mỹ cho chiều mua vào và nơi tại 1.900,5 đô la Mỹ cho chiều bán ra. So với cùng thời điểm trước thì đã giảm nhẹ 0,5 đô la. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang cố giữ lãi suất thấp để hỗ trợ kinh tế vượt qua đại dịch Covid-19. Nợ của chính phủ Mỹ ngày càng tăng cao hơn sẽ tiếp tục đẩy lạm phát gia tăng và phá hủy sức mua của đô la Mỹ. Trước những yếu tố này, nhiều tổ chức quốc tế dự báo giá vàng sẽ tăng lại mức 2.000 đô la Mỹ trong năm nay. Thị trường vàng đang thu hút rất nhiều sự chú ý khi gia tăng trở lại trên mốc 1.900 đô la lần đầu tiên trong năm nay. Tuy nhiên, một số công ty phân tích đã nhắc lại lời kêu gọi của họ, rằng các nhà đầu tư đừng quên mất kim loại là bạc. Trong một báo cáo vừa được công bố của các nhà phân tích tại Mentor Focus cho biết, họ kỳ vọng giá bạc sẽ tiếp tục đà tăng cao hơn vàng khi kết thúc năm 2021. Nguyên nhân đến từ kim loại bạc sẽ tiếp tục thăng hoa hơn nhờ sự tiêu thụ mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghiệp, khi bạc được sử dụng trong các ngành công nghiệp xanh như điện tử và tấm pin năng lượng mặt trời. Ngoài ra, đây cũng là một kênh đầu tư có nhu cầu cao. Nhà phân tích Suki Cooper của Standard Chartered cho biết, với việc bạc được sử dụng trong năng lượng tái tạo, sự quan tâm của các nhà đầu tư dài hạn vẫn còn có thể hỗ trợ cho giá bạc. Các chuyên gia kỳ vọng giá bạc sẽ diễn biến tương tự như vàng vào năm 2020, khi có thời điểm đã tăng lên mức là 30 đô la, mức cao nhất kể từ năm 2013, trước khi giảm xuống còn 25 đô la như hiện tại. Trở lại thị trường Việt Nam ngày 27 tháng 5, giá vàng trong nước quay đầu giảm trong bối cảnh thị trường giao dịch vẫn còn ảm đạm đến 11 giờ doanh nghiệp Sài Gòn HJC điều chỉnh một lượng vàng miếng bán ra tại mức là 56.470.000 đồng tại thành phố Hồ Chí Minh và 56.490.000 tại Hà nội giảm 180.000 so với ngày hôm qua. Chỉ mua vào neo tài ngưỡng là 56.70.000 đồng giảm 180.000 đây là doanh nghiệp có mức bán ra cao nhất trên thị trường. Công ty vàng bạc đá quý Phú nhuận thì giảm 270.000 cho chiều mua đưa giá vàng miếng xuống còn mức là 56.30.000 đồng đánh dấu mức giá bán ra thấp nhất so với một bằng chung. Chiều bán ra thì neo tại 56.430.000 đồng, giảm 170.000 đồng. Ngược lại, Bảo tín Minh Châu là đơn vị niêm biết giá mua vào cao nhất tính tới thời điểm gây nhận với 56.110.000 đồng, tuy đã giảm 200.000 so với ngày hôm trước. Chiều bán ra neo tại 56.450.000 đồng, giảm 190.000 đồng. Kết loại và những vàng nữ trang thì điều chỉnh ngược theo xuống chung. Vàng bố số 9 niêm biết 2 chiều mua bán lần lượt tại mức là 53 53.050.000 đồng và 53.650.000 đồng, tăng giảm quanh ngưỡng 50.000 vàng nữ trang 24k và vàng 18k thì cũng có mức tăng từ 38.000 đồng trở lên dưới số liệu chi tiết mà quý vị đã nhìn thấy trên màn hình. Quay trở lại với tỷ giá ngày 27 tháng 5, tại ngân hàng nhà nước Việt Nam giá 1 đô la Mỹ bán ra tại mức là 23.781 đồng, giảm 9 đồng, mua vào tại mức là 23.125 đồng, không đổi so phiên trước. Giá đồng đô chiều bán ra neo tại 29.036 đồng, giảm 124 đồng, còn chi mua vào neo tại 27.344 đồng, giảm 155 đồng. Về tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ hôm nay, được công bố tại mức là 23.137 đồng trên đô la Mỹ, giảm 9 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng ghi nhận một số điều chỉnh giảm, như tại Vietcombank thì giảm 10 đồng, Techcombank giảm 5 đồng ở cả hai chiều mua bán, Sacombank giảm 3 đồng, còn các ngân hàng còn lại thường diễn nguyên tỷ giá so với mức niêm yết cùng giờ hôm qua. Giá mua đô la Mỹ tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng từ 22.920 đến 22.960 Việt Nam đồng. Còn khoản bán ra thì tại mức là 23.140 đến 23.164 Việt Nam đồng. Trong đó BIDV và Simbank có giá mua đô la Mỹ cao nhất, còn giá bán thấp nhất thì vẫn nằm ở Simbank. Chứng <laughs> khoán Mỹ tăng nhẹ vào ngày thứ Tư 26 tháng 5 khi các cổ phiếu gắn liền với việc tái mở cửa nền kinh tế khởi sắt cổ phiếu công ty du thuyền Carnival Corporation tăng 2,8%, tương tự thì Royal Caribbean cũng tăng 3,9%, nâng tổng mức leo dốc trong tuần qua lên hơn 11%, sau khi nhà điều hành du thuyền nhận được sự chấp thuận để bắt đầu kế chuyến du lịch thử nghiệm với những hành khách tình nguyện. Cổ phiếu công ty sản xuất xe Ford tăng hơn 8%, sau khi gã khổng lồ này cho biết đang tăng đầu tư vào xe điện lên 30 tỷ đô la đến năm 2025. Sự lạc quan về nền kinh tế xuất hiện khi số ca nhiễm Covid-19 trung bình tại Mỹ đã giảm xuống mức dưới 25.000 ca và gần 50% dân số của nước Mỹ đã được tiêm ít nhất là một liều vaccine. Kết thúc phiên ngày thứ tư thì chỉ số S&P 500 tăng 0,2% lên 4.195 điểm, chỉ số Dow Jones tăng 0,59%, kết phiên tại 34.323 điểm, Nasdaq Composite tăng 0,6%, dừng tại 13.738 điểm tính đến giờ cuối cùng trong phiên. Cổ phiếu tại châu Á diễn biến trái chiều vào ngày thứ Năm khi các nhà đầu tư phản ứng với việc công bố dữ liệu lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc trong tháng Tư vừa qua. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,18%, đóng cửa tại mức là 29.113 điểm. Cổ phiếu Xiaomi niêm tại Hồng Kông lại tăng 3,2% sau khi nhà sản xuất điện thoại thông minh của Trung Quốc công bố doanh thu quý đầu tiên của họ tăng đến gần 55% so với cùng kỳ năm trước. Chứng khoán Trung Quốc tăng trong ngày với Shanghai tăng 0,43%, lên mức là 3.608 điểm. Vào tháng 4, thì lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc đã tăng 57% so với cùng kỳ năm 2020, Cục Thống kê Quốc gia cho biết. Chỉ số Nikkei 2 năm tại Nhật Bản giảm 0,33%, dừng tại 28.549 điểm. Trong khi đó, thì chỉ số copy của Hàn Quốc cũng giảm nhẹ để kết thúc ngày tại mức là 3.165 điểm. Nhà sản xuất pin LG Gem giảm 3,49%. Sau khi họ cho biết đơn vị LG Energy Solution, cho biết họ sẽ tự nguyện thu hồi pin hệ thống lưu trữ năng lượng, khiến công ty phải tiêu tốn khoảng 400 tỷ won. phiên ngày hôm nay diễn ra với áp lực bán tăng đáng kể trên thị trường. Hàng loạt cổ phiếu lớn như FPT, HPG, MSN, VC, VNM, SAB hay là BCM đều chìm trong sắc đỏ đã ảnh hưởng công nhỏ tới thị trường chung. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, xây dựng, thép và dầu khí nhìn chung cũng chìm trong sắc đỏ khiến thị trường thêm phần ảm đạm. Điểm tích cực là một số cổ phiếu như là BVH, EIB, REE, STB hay là NVL ngược dòng tăng điểm, thậm chí thì AB còn tăng kịch trần giúp cho VN-Index không giảm quá sâu và giữ được mốc 1.300 điểm đóng cửa phiên thì chỉ số VN-Index giảm 1% xuống 1.303 điểm, HN-Index giảm 0,21% xuống 304,23 điểm trong khi US Index thì ngược dòng tăng 1,23% nhưng tại 84,08 điểm